Hello, xin chào mọi người ha. Chào mọi người đến với channel của thiết bị thí nghiệm công ty trách nhiệm thiết bị kho công ty. Thì với cái bước đầu đầu mạnh thì công ty của chúng tôi là mới nhập khẩu về tầm 450 cái máy thiết bị đầy đủ hết các model 7021. Cái này là thiết bị mà tôi đã so sánh với cái cây AZ372, thì cái này nó rất là ok nè. 7021 này, hàng mới về mới xe ben luôn. Đây là sản phẩm thân quen đây của bà con đây. Được rất là nhiều người hỏi, nhưng mà hôm nay thì hàng đã về rồi. Đó, mới. Và đây là dung dịch chuẩn nè. Sắp hướng dẫn. Thì đây là một model. Và đây là cây CD104. Thì tôi cũng rất thích cây này. Vì cái này đo rất là ok, vì chính xác, thiết bị cầm ta. Và một đầu điện cực. Một đầu điện cực nhiệt độ nè. Một đo độ mặn nè. Đó, đây là thân máy chính nè, cầm rất là chắc nha. Thì để đo được xa hơn cái khu vực mà mình đứng đó, mình không cần phải thao tác hay khó khăn. Thì đây là hai cái chỉnh thiết bị chúng tôi đã về tới nơi. Thì mọi người có nhu cầu sử dụng thiết bị đây đó, là bao một cái máy này. Còn sử dụng thì vui lòng liên hệ với công ty trách nhiệm thiết bị Cao Xuyên với số điện thoại là 0936 60757. Thì chúng tôi sẽ giao hàng tư vấn cho bà con cùng đo để sử dụng. Đó. Quá trời thiết bị đây. Ông sầm tùm lum đây. Đó. Rồi chào mọi người.